Xin chào các bạn nha. Hôm nay nhà mình có mua mấy cái màng này các bạn. Cái này mua online nè. Mình mua mấy cái màng về rồi mình tiến hành mình thi công mình treo nó. Sẵn mình quay cho các bạn tham khảo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi mua vật tư treo màng luôn ha. Các bước hết. Đó mình mua về nè các bạn. Cái màng ta giao về nó dài nè. Cái chiều dài thì người về ta tính tối đa là 2 mét mấy đó. Còn người ta tính tiền mình chỉ tính cái chiều ngang của cửa sổ thôi. Nếu mà các bạn trước khi các bạn mua các bạn nhớ lên net tìm hiểu cái cách đo khung cửa sổ đo màng các bạn. Thường là ví dụ cái khung của mình bề ngang 1 mét đi thì mình thêm hai cạnh hai bên mỗi bên là 2 tấc hoặc 1,5 tấc đó, các bạn cộng vào rồi nhân đôi lên. Ví dụ 1 mét là các bạn thành 1,4 mét, các bạn nhân lên 2 tấm là 1,4 mét, 2 tấm là 2,8 mét ha. Ở đây là khung cửa của mình đây. Đó, trước khi mua các bạn đo chiều ngang này. Đó, đo chiều ngang với chiều cao của cửa để cho nó phủ đều cái cửa với nó, mình còn tính cái độ dúng của nó nữa các bạn. Đó, mình tính cái độ dúng của nó nữa. Ở đây nhà của mình thì cái khung của mình là ngang 1,4 m, cao 1,5 m ha. Mua và các bạn trừ bên đây nè, các bạn cộng thêm cái lề này vào. Hai cái lề hai bên để nó che sáng này các bạn, khoảng 2 tấc, 2,5 tấc gì đó. Người ta bán thì người ta chỉ tính cái chiều ngang của cửa sổ thôi nghe các bạn. Rồi bây giờ mình đang ở bên xưởng bán vật tư nhôm các bạn. Ở đây mình mua mấy cái cây phi nhôm nè. Ở đây nhôm thì có đủ loại nè, giả gỗ rồi trắng rồi tròn, tròn nhỏ lớn vuông đủ trơn này các bạn. Ở đây thì mình chỉ xài mấy cây tròn thôi, mình mua mấy cây giả gỗ đi cho đẹp. Tí về mình ghé bên kia thì mình mua mấy cái đầu chụp luôn. Đó các bạn, cái cây này dài 6 mét này, các bạn kêu người ta cắt theo cái size của mình cần ha. Ở đây mình nhờ mấy anh thợ ở xưởng cắt giùm này các bạn. Nó cắt ra khúc khúc vậy đó. Ví dụ cái cửa sổ của bạn chiều ngang 1 mét đi, các bạn phải cắt là 1 mét 4 hoặc 1 mét rưỡi, tại vì các bạn phải chừa mỗi lề mỗi bên là 2 tấc hoặc 2 tấc rưỡi. Rồi bây giờ mình về tới nhà rồi đây. Đó, mấy cái đầu chụp mình mua nè các bạn. Mấy cái đầu chụp này có nhiều loại trên net lắm. Có thể có mấy cái đầu chụp kiểu khác hơn, tùy các bạn thích cái nào các bạn đi mua thôi. Đây đồ nghề chúng ta cần đây. Búa nè để đóng ghi vê nè. Đó, bút lông để ghi mà vẽ mực để khoan thôi. Rồi, một cái vít ba ke, một cái thước cân thủy, một cái khoan nhỏ, nếu không có khoan các bạn xài vít ba ke luôn cũng được, một cái khoan tường. Rồi trước khi treo mình chỉ các bạn cách ghim cái sợi mũ này vào cho cái độ dúng của màng cho nó đẹp ha. Đó, các bạn quan sát cách mình treo nè, đó các bạn ghim vào cho nó có hình vòng cung như hình trái tim này các bạn. Nó còn ghim gì là sai nè, nó các bạn ghim thẳng như là sai ha. Các bạn phải ghim hai cái đầu trực diện lại nhau rồi cong lại. Đó, ghim vô sổ quay qua. Đó, nó thành hình cong cong như là hình trái tim các bạn thì nó mới đúng. Lúc đó mới tạo cái độ dúng cho cái màng ha. Còn mình ghim xéo xéo là nó xẹp lép, nó không có đẹp hơn các bạn ha. Khi các bạn nên làm các bạn tự mua, đặt mua màng. Màng thì người ta đóng sẵn đồ luôn như màng thành phẩm vậy đó, về mình chỉ treo thôi. Nhưng mà mỗi một cửa sổ mình tiết kiệm khoảng 30% chi phí đó các bạn. Đó, như vậy nè, các bạn thấy không? Cái vòng cung nó như vậy nè. Đó, cái vòng cung cong cong vậy đó, thấy đẹp không? Khi lên thì mình xỏ vô cái cây nhôm tròn đó đó thì nó dúng, nó tròn lên rất đẹp, nó bung dúng 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 mới đẹp. Còn mình xỏ sai thì nó sẽ dẹp 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 cái màng, nó không đẹp ha. Đó, xỏ gì là sai này các bạn, đó. Nó bung ngược gì là không phải ha. Mình phải bóng cong lại nó mới đúng. Rồi trước tiên các bạn đo cái độ cao cần thiết ha. Rồi các bạn lấy mực ngay tâm giữa cái cây ha. Đó. Đó giữa cái mà các bạn lấy tâm giữa cây xong các bạn đo cũng giữa tâm cửa sổ luôn. Đo chiều cao lên. Rồi lấy cái khoen các bạn lấy điểm và khoan thôi.
Rồi các bạn sau khi treo được một điểm, các bạn lấy cái thước cần thỉ các bạn để cho ngay ha, để mực lên cho cây nó thăng bằng, hay các bạn khoan cái đầu còn lại. Đó, các bạn nhìn thấy không, cái màn nó dài lắm đó các bạn. Mình chừa ở trên khoảng 3 tấc, ở dưới khoảng 3 tấc nữa được rồi. Cái chiều dài đồ thì bạn trao đổi với bên shop ha. Rồi, cách mà đo khung thì bạn lên net bạn tìm hiểu, người ta sẽ hướng dẫn bạn kỹ cách mà đo cái khung cửa sổ ha. Giờ mình xỏ vào cái cây nhôm của mình thôi. Rồi coi như chúng ta đã thành phẩm rồi các bạn. Còn một đầu này các bạn gắn chặt vào thôi là được. Các bạn có vít thì bạn dặn bằng vít ba ke, còn có cái máy khoan bắn vít thì các bạn bắn thì nó tiện hơn rồi. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn nhớ đăng ký subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Mình mua cây nhôm này thì nó dài 6 mét thì mình mua có 116 ngàn thôi. Tùy theo cửa các bạn chia ra cũng được nhiều cây đó. Đó, bây giờ mình gáp đã hoàn thành các bạn. Đó, các bạn nhớ là lấy cái đầu này chụp qua ha. Chụp qua đằng khi mình kéo nó giữ lại, nó giữ lại nó không có chạy cái đầu màng đi ha. Đó, các bạn để một đầu cái bên các bạn bẻ qua một bên vậy đó. Bẻ qua cái đầu của cái đầu inox á. Đó, xong rồi đã thấy đẹp không các bạn? Đó. Mỗi một khung màn vậy các bạn, nếu mà mua tự treo vậy các bạn tiết kiệm tầm hơn 200 ngàn mỗi một khung ha. Còn cái dây này thì các bạn khoan và treo hai bên để khi mình kéo màn ra mình buộc lại thôi. Ở ngoài thị trường thì nó bán thêm mấy cái đầu gỗ nữa. Đó, ở đây thì mình khoan mình bắt bằng vít. Còn bạn nào muốn mua có cái đầu gỗ đẹp thì các bạn mua thêm cái đầu gỗ đó thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, bên đây một sợi nữa nè. Đó, sau khi treo xong thấy đẹp các bạn. Cái này là màng không xuyên sáng nha các bạn, màng loại dày á. Rồi, để mình quay tổng thể cho các bạn xem nè. Rồi, video mình đến đây là hết ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Yeah.